Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại quay lại với chuỗi video hướng dẫn sửa chữa máy in. Hôm nay chúng ta cùng xử lý máy in HP M402DL. In bị mờ. Đây nha các bạn. Rồi, chúng ta cùng tiến hành nhé. Rồi, chúng ta cùng xem là tháo hộp gương ra này. Xin gương được ra này. Chúng ta tắt máy này. Xin gương ra này. Cái này là toàn trả các bạn nhé. Cho nên là các bạn tháo cá ra giúp mình. Đó, các bạn lựa tháo ra nhé. Đó chỉ là cá thôi mà. Đó. Đây đây nha các bạn. Đó các bạn chạy 4 cái cá đây. 1 2 3 4. Rất bẩn các bạn. Đây nha các bạn. Đó các bạn thấy chưa? Cực kỳ bẩn. Đó. Mờ như này có hai dạng nhé, các bạn để ý giúp tôi nhé. Cái trường hợp mà mờ đều như vậy đây các bạn này, mờ đều, các bạn xử lý cái hộp gương giúp tôi.
Cũng có một số trường hợp là do hộp mực các bạn ạ. Thì thường thường hộp mực thì nó sẽ chỉ mờ ở một cái vị trí nào đó thôi. Còn gương thì nó mờ sẽ là mờ đều hết. Đó, theo cái kinh nghiệm tôi làm thì tôi thấy nó như vậy. Nhiều bạn thì dùng bông, đương nhiên tôi lại thích dùng giấy, dùng giấy hoặc dùng cái vải mềm. Các bạn lau sạch sẽ cả cái lăng kính đi giúp tôi. Nó quá in thế nha.
Ok các bạn. Xong nhé. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Và trong quá trình các bạn được sửa chữa máy in, có vấn đề gì vướng mắc các bạn có thể gọi cho mình hoặc là chat qua Zalo 0989 644 249. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hãy ủng hộ mình nha các bạn. Hãy like, comment và chia sẻ giúp mình nha.